Một trong những lý do thúc đẩy cho người ta mua nhà thay vì tiếp tục thuê đó là họ cần thêm không gian để sinh sống. Nhưng phí tổn để mua nhà với một món tiền trả trước ít hoặc là để dọn đến một khu dân cư tốt hơn có thể khiến cho người ta phải chọn mua một căn nhà nhỏ không đủ không gian để sinh sống. Nhiều căn nhà cũ, đặc biệt là những căn nhà được xây dựng trước thập niên 1990, có diện tích trung bình ít hơn là những căn nhà được xây dựng sau đó. Một cách để các chủ nhà có thêm không gian sinh sống là biến đổi công dụng của garage, nhà để xe, để có kích thước thường là trung bình khoảng 20 feet chiều ngang và 20 feet chiều dọc. Biến đổi công dụng của nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm khoảng là 400 feet vuông không gian để mà sinh sống. Mặt khác thì vị trí của nhà xe có vẻ là lý tưởng. Nó có sẵn mái che và vách tường ở ba mặt, khiến nó tương đối ít tốn kém khi biến nó thành một phòng làm việc, một phòng dành cho khách khứa và ngay cả một phòng ngủ ở cho gia đình. Và đó là khi các kế hoạch của chúng ta có thể lầm đường. Trừ phi chúng ta chỉ tân trang nhà xe từ bên ngoài, việc tân trang ở bên trong sẽ luôn luôn giống như là một sự biến đổi công dụng của nó. Những lối xe chạy sẽ dẫn tới một bức tường, do đó nó cũng sẽ phải được sửa sang. Chúng ta cũng sẽ có những vấn nạn khi sửa sang ở bên trong. Sàn nhà để xe thường thấp hơn phần còn lại của căn nhà và thường được tráng xi măng. Các bức tường không được cách nhiệt như là phần còn lại của căn nhà, do đó sẽ có một sự khác biệt về khả năng cách âm và cách nhiệt. Nơi mà chúng ta sẽ gặp khó khăn nhất là trong việc quyết định là giá trị của căn nhà. Khi bạn mua căn nhà đó thì chúng ta đã trả khá là nhiều tiền cho mỗi foot vuông, nhưng chỉ có không gian sinh sống mới được tính. Diện tích này không bao giờ gồm nhà để xe, cổng hoặc là mái hiên, dù là những nơi này có mái che đi nữa. Chúng ta sẽ nhận được thêm không gian sinh sống, nhưng khi đến lúc bán căn nhà đã được biến đổi của bạn, chúng ta nên sẵn sàng đón nhận những phản ứng khác nhau của những người mua. Nhiều người sẽ không chịu đi xem căn nhà của chúng ta khi biết căn nhà không có nhà để xe. Họ muốn sự an ninh, chỗ chứa và tiện nghi của một nhà để xe. Những người khác sẽ xem xét việc mua nhà của chúng ta, nhưng họ sẽ trừng phạt việc thiếu một nhà để xe bằng cách là trả giá thấp hơn. Vài người sẽ không chịu tính thêm diện tích của nhà để xe và diện tích còn lại của căn nhà. Trong đề nghị của họ, một số người sẽ trừ phí tổn để chuyển đổi nhà để xe trở lại như cũ, hoặc là xây dựng một nhà để xe mới. Bất kể chúng ta tính diện tích của căn nhà như thế nào đi nữa, có bao gồm nhà để xe hay là không, thì diện tích gia tăng bằng cách hy sinh một nhà để xe thường là không đáng để chúng ta thực hiện điều đó. Vào ngày thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018, anh Nguyễn Vinh Hải, 29 tuổi, đã bị tuyên án 15 tháng tù giam sau khi bị bắt tại phi trường quốc tế Changi. Trong lúc vận chuyển bất hợp pháp hàng cấm từ Angola, Phi Châu đến Lào. Theo tin của đài Channel News Asia, Cơ quan Thực phẩm Nông nghiệp và Thú y Singapore, AVA, thông báo bản án của Hải sẽ được tính lùi kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2017, ngày mà anh ta bị giam sau ngày bị bắt tại phi trường. Dựa trên nguồn tin được báo trước, nhà chức trách đã chặn Nguyễn Vinh Hải trong lúc anh ta quá cảnh tại phi trường Singapore trong chuyến bay từ Dubai ở Trung Đông đến Lào vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Trong quá trình lục soát, các nhân viên quan thuế đã tìm thấy 8 miếng sừng tê giác và một túi chứa bột mài từ sừng. Nguyễn Vinh Hải đã bị bắt tại chỗ để điều tra. Sừng tê giác, mật gấu không trị được ung thư. Singapore quy kết tội hình sự đối với hành vi xuất hay là nhập khẩu trái luật pháp hoặc là tạm nhập tái xuất, sở hữu, mua bán hoặc là quảng cáo để mà bán hoặc là trưng bày bất kỳ động hay là thực vật nào được bảo vệ theo công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp CITES. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể bị phạt tối đa đó là 500.000 đô Singapore, gần 380.000 Mỹ kim, hoặc là giam trong vòng 2 năm hoặc là cả hai, cũng như là tịch thu tang vật. Singapore đang thi hành luật cấm buôn lậu thú hoang rất là gắt gao,
nhằm ngăn chặn các nhóm buôn lậu đã dùng thành phố quốc gia này thành nơi chuyển tiếp hàng lậu từ Phi Châu đến Á Châu. Trong khi ông Trần Phương Bình, cựu lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á đang ngồi tù vì tội gây thất thoát cho ngân hàng này, vợ con của ông ta tiếp tục kiếm thêm bạc triệu qua một lĩnh vực khác, đó là bán vàng. Họ càng giàu hơn trước nhờ mê tín dân gian. Theo quan niệm mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài, tức là ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 2 vừa qua, chủ nhân sẽ được tài lợi mỹ mãn, phúc lợi sung túc, may mắn cả năm. Quan niệm này đã giúp cho các tiệm buôn bán vàng thâu vào nhiều tiền trong một khoảng thời gian rất ngắn. Các công ty chuyên kinh doanh vàng trang sức như là CTCP, vàng bạc đá quý ở Phú Nhuận, PNG, của bà Cao Thị Ngọc Dung thậm chí còn được hưởng lợi hơn rất là nhiều. Doanh nghiệp có thể lên đến cả chục triệu Mỹ Kim trong tuần lễ may mắn bằng nhiều tháng kinh doanh thông thường. Ngay trước thềm vía thần tài, cổ phiếu PNG của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã bứt phá thần tốc lên đỉnh cao mọi thời, giúp vốn hóa của doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc đá quý có mạng lưới lớn nhất Việt Nam này đạt hơn 800 triệu đô. Trong ngày mua bán chứng khoán ngày thứ 6 ngày 23 tháng 2, cổ phiếu PNG của bà Cao Thị Ngọc Dung tăng thêm 0,30 đô lên đến 7,50 đô, mức giá cao lịch sử của cổ phiếu này. Tính từ đầu năm thì PNG hiện đã tăng 25% và là một trong những cổ phiếu blue chip gây ấn tượng nhất trên thị trường. Trong dịp vía thần tài năm nay, chưa đến một tuần, PNG ước tính là doanh thu cao đột ngột gấp 1,5 lần so với năm ngoái, đạt khoảng là 35 triệu đô. Túi tiền của bà Cao Thị Ngọc Dung cũng tăng thêm khoảng là 15,4 triệu đô so với đầu năm, lên trên 75 triệu đô. Con gái của bà Dung, Trần Phương Ngọc Thảo cũng có thêm hơn 10 triệu tiền đô. Trong khi đó, ông Trần Bình Phương, chồng của bà Cao Thị Ngọc Dung, đã ngồi trong tù vì có những quyết định khiến cho một ngân hàng từng có hàng triệu khách hàng bị mất tiền, với tổng số tiền đó là hàng chục triệu Mỹ Kim. Như vậy là trong khi ông Bình ngồi tù vì tội gây thất thoát tại Đông Á Bank, thì vợ con của ông ta tiếp tục làm giàu ở trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp hướng tới mốc tiền tỷ Mỹ Kim. Công ty vàng PNG bắt đầu khởi sắc sau khi thoát gánh nặng Đông Á Bank, sau khi bán và trích lập dự phòng khoản đầu tư cổ phiếu Đông Á Bank. PNG đã chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, mảng bán lẻ sôi động cùng với sự thăng hoa của vàng trang sức trong bối cảnh thị trường vàng miếng trầm lắng đã mang tới cho doanh nghiệp của bà Cao Thị Ngọc Dung rất nhiều thuận lợi. Tầm nhìn bán lẻ và bán vàng trang sức đã được bà Dung xác định từ cách đây 20 năm và hiện tại đó là mảng thu hút sự quan tâm và dòng vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cho đến thời điểm hiện tại thì PNG là doanh nghiệp có quy mô cũng như là thị phần số 1 trong lĩnh vực này. Hệ thống phân phối phủ sóng rộng rãi toàn quốc. Hiện là PNG có hơn là 280 cửa hàng, cao gấp nhiều lần so với SGC, Doji. Theo kế hoạch thì PNG sẽ tiếp tục nâng số lượng cửa hàng lên 500 cửa hàng vào năm 2020. Năm hết Tết đến, mùa Việt Kiều về quê ăn Tết, chuyện bị mất hành lý ở sân bay lại rộ lên thành nỗi lo của không ít người. Theo báo cáo của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, 9 tháng đầu năm đã có là 1.346 trường hợp hành lý bị rách, bị vỡ trên hầm hành lý máy bay hay là khu vực băng chuyển. Đặc biệt là Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất còn phát hiện 15 trường hợp nhân viên các đơn vị phục vụ mặt đất lấy đồ vật, tài sản trong hành lý của khách. 8 trường hợp hành khách lấy đồ của nhau và bắt quả tang 7 trường hợp trộm cắp điện thoại ở khu vực công cộng. Bạn Hoàng Nguyễn Lam Vi, du học sinh của Mỹ, chia sẻ chuyện mình bị mất mỹ phẩm mua từ Mỹ đem về Việt Nam để tặng cho bạn bè người thân ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc nhận hành lý, tôi thấy vali của mình đã bị bẻ khóa, vài cây son và mấy hộp phấn tôi mua về làm quà đã mất sạch.
Trị giá của mấy món đó tuy không là quá lớn, nhưng tôi vẫn rất bực mình. Giá trị của quà tặng đâu chỉ là về vấn đề vật chất, bạn Vi nói. Theo Lam Vi, bạn từng nghe nhiều người than phiền về nạn mất trộm hàng hóa ở sân bay Việt Nam, nhưng vẫn bán tin bán ngờ. Sau khi bị mất một lần, bạn chia sẻ, không còn nghi ngờ gì nữa, dịch vụ ở các sân bay Việt Nam quá tệ. Còn anh Nguyễn Phúc Đạt, Việt Kiều Úc, vẫn còn cảm thấy tiếc nuối khi nhớ lại số quà mà mình mua cho người thân cũng bị không có cánh mà bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lâu lắm mới về có một lần, vậy mà chưa gì đã gặp sự cố. Lúc phát hiện đồ đạc bị mất thì bao nhiêu háo hức mong chờ tan biến sạch. Và chỉ có độ một tuần thôi nên cũng chẳng kịp đi mua quà khác. Nhớ lại thì thấy ai rạch túi mình có tông thật. Còn cẩn thận dán kín bằng băng keo, chắc sợ rớt mất thêm đồ, anh Đạt chua chát chia sẻ. Một bạn có Facebook cá nhân tên là Mỹ Tiên kể lại, có lần chúng tôi lên máy bay thì các khoang chứa hành lý trên hàng ghế của chúng tôi và các hàng gần kề đã đầy hết. Chúng tôi được hướng dẫn đến hành lý của mình ở khoang chứa trên hàng ghế cuối. Khi chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ có một cửa mở cho hành khách đi xuống, vậy nên chúng tôi phải ngồi đợi mọi người xuống hết mới đi ngược lại lấy hành lý được. Nhưng thật là không ngờ trên khoang cuối không có hành lý của chúng tôi. Sau khi kiếm hết trên máy bay không thấy thì chúng tôi được mời xuống sân bay, đến quầy hành lý thất lạc. Khi mọi người cùng chuyến bay đã về hết thì chỉ còn chúng tôi và một gia đình mất hành lý ký gửi ở lại. Chúng tôi chờ đợi cách xử lý của Vietjet Air, nhưng câu trả lời cuối cùng của họ đó là hành lý sách đem lên máy bay thì khách phải tự quản lý, không quản lý dùm. Chúng tôi rất phiền lòng về cách nói vô trách nhiệm này. Theo bà Vũ Thị Hồng Ngọc, cựu giảng viên khoa du lịch Đại học Kinh tế thành phố, khách hàng bị mất hành lý chỉ biết để lại thông tin cho quầy thất lạc. Nếu sân bay tìm được thì sẽ liên lạc, chứ cũng không biết là làm cách gì khác. Không thể cứ ngồi chờ sân bay chờ nhân viên đi tìm mà còn biết bao công việc khác. Chủ một công ty chuyển phát nhanh ở quận Tân Bình, thành phố cho biết, hàng hóa của công ty gửi máy bay để chuyển cho khách hàng cũng thường xuyên bị mất trộm. Chúng tôi vẫn biết có tình trạng này nhưng không thể làm gì được vì không có chứng cứ, buộc phải đền bù thiệt hại cho khách bị mất hàng theo quy định. Có những trường hợp khách bị mất iPhone hay đồng hồ hàng hiệu thì chúng tôi cũng phải đền ít nhất 1/3 giá trị món hàng để còn giữ khách. Vừa tốn tiền vừa tốn công oan uổng, chúng tôi bực mình lắm nhưng không biết phải làm gì đành chịu thôi. Nhiều hàng hóa của chúng tôi có khi trị giá đến hàng trăm triệu, bị mất thì không biết tính sao. Vị chủ này lo lắng và bức xúc kể lại như vậy. Bà Vũ Thị Hồng Ngọc cũng kể một trường hợp người thân của mình bị rạch lấy mất một đĩa nhạc và giáo trình dạy piano. Vì đây là giáo trình ở Việt Nam không có nên phải mua từ nước ngoài, không ngờ thứ như vậy cũng bị lấy mất. Khi người nhà tôi nhận được hàng thì đã thấy bị rạch ra, dán băng keo lại, cô Ngọc kể. Bà Vũ Thị Hồng Ngọc cho rằng những vụ việc như thế này chắc chắn sẽ gây tổn hại rất lớn đến hình ảnh đất nước Việt Nam trong con mắt của các Việt Kiều cũng như là bạn bè thế giới. Gặp phải những tai nạn này, du khách chắc chắn sẽ một đi không trở lại. Hàng bị mất có thể không có gì là quý giá nhưng chắc chắn vẫn gây bực bội, thiếu tiện nghi cho hành khách. Ấn tượng đầu tiên đã như thế thì ngành du lịch cũng không có cách gì lấy lại thiện cảm được. Đó là chưa kể là hành khách sẽ còn truyền miệng nhau hay là chia sẻ lên mạng xã hội thì tiếng xấu còn vang xa hơn nữa. Bà Ngọc nhận định, theo luật sư Huỳnh Phước Hiệp thuộc đoàn luật sư thành phố, khi giao dịch với hãng hàng không, khách hàng ký hai loại hợp đồng là hợp đồng vận chuyển hành khách và hợp đồng vận chuyển hàng hóa tài sản. Luật hàng không dân dụng, luật dân sự và thậm chí cả luật hình sự đều có những quy định bồi thường, xử phạt khi một trong hai hợp đồng này của khách hàng bị vi phạm. Tuy nhiên, việc xác định được lý do mất hành lý hay là người lấy hành lý ở sân bay thường rất là hiếm. Thêm vào đó, việc bồi thường hay là xử phạt cũng hiếm khi bằng được giá trị của vật bị mất. Khách hàng không mong muốn chuyện bồi thường mà chỉ mong là hành lý của mình đi được đảm bảo an toàn. Cho nên vấn đề ở đây không phải là luật pháp mà là các hãng hàng không không phải làm sao hạn chế được tình trạng này.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.